Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản 1.2 hatchback số tự động và là phiên bản đủ quý bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân, một chủ từ đầu mới lăn bánh có hơn 6 vạn km thôi bạn nhé. Cam kết với quý vị và các bạn là chiếc xe này là nguyên zin từ công tơ mét luôn bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 329 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 2019 hatchback số tự động bản đủ này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Grand i10 2019 phiên bản hatchback số tự động này các bạn nhé. Và tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn, chắc quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, ở Hyundai Grand i10 nó có những phiên bản, ví dụ như phiên bản hatchback và phiên bản sedan. Trong phiên bản hatchback và phiên bản sedan đều có phiên bản đủ, phiên bản thiếu, phiên bản số sàn, phiên bản số tự động các bạn nhé. Và chiếc xe này thì ở cái phiên bản số tự động và phiên bản đủ và sedan hatchback luôn các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn đang hỗ trợ trả góp, cho nên quý vị các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản hatchback 2019 này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn, tôi sẽ đi giới thiệu cho quý vị các bạn về chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản hatchback số tự động 2019 ngay sau đây ạ. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Grand i10 hatchback số tự động phiên bản 1.2 các bạn nhé. Thì trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần thân vỏ bên ngoài của chiếc xe các bạn nhé. Một chiếc xe màu trắng hatchback rất là đẹp đây các bạn này. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả nhé. Tất cả còn mới nguyên và đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Cam kết với quý vị và các bạn là đều nguyên zin này, không tai nạn,
không ngập nước và nó là một chủ từ đầu, cho nên là chiếc xe rất là đẹp các bạn nhé. Đây là về nhìn về cái phần nước sơn bên ngoài đây, màu trắng rất là đẹp các bạn nhé. Đây là cái phần sườn bên phụ này, đấy, đều rất đẹp luôn này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu các bạn nhé. Sơn zin còn rất là nhiều luôn. Đây là phần sườn bên phụ này, và đây là về cái phần sườn bên lái các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, hôm nay thời tiết rất là nắng nóng, cho nên là tôi sẽ để ở dưới ánh nắng như thế này. Nếu như mà cái nền nó không phẳng ấy, có bị tai nạn, có bị va chạm rồi ấy, là nhìn nó lộ luôn các bạn nhé. Đấy, chiếc xe này thì rất đẹp này, phần sườn này, và phần bên phần ba đợt sốc trước này, mặt ca lăng, lưới tản nhiệt, quý vị các bạn xem này, đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, toàn bộ về mặt ca lăng này, lưới tản nhiệt đều rất đẹp này, cụm đèn pha cũng rất sáng luôn, rất là mới luôn các bạn nhé. 2019, 5 năm sử dụng rồi nhưng mới lăn bánh có hơn 6 vạn thôi, cho nên là chiếc xe rất là đẹp này, cụm đèn pha rất là mới luôn quý vị các bạn nhé, chưa có bị va chạm, cũng chưa có bị xước sát gì cả này. Phía bên dưới là cụm đèn gầm, ở bản đủ này thì xe cũng đã được trang bị đầy đủ cả đèn gầm rồi này, đèn led ban ngày rồi các bạn nhé, đèn led ban ngày này, đấy, đều đang rất sáng và đều rất đẹp đấy các bạn này. Cụm đèn gầm cũng còn rất đẹp luôn, toàn bộ những cái phần chữ này, logo đều rất là sáng nhé. Chiếc xe này thì chủ xe toàn để ở trong nhà cho nên là nó rất đẹp luôn. Đấy, và gương chiếu hậu thì gập điện tích hợp xi nhan trên gương, tích hợp xi nhan trên gương luôn rồi các bạn nhé. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này. Đấy, tay nắm mạ chrome. Và nhìn về cái phần ba đợt sốc sau thì quý vị và các bạn thấy đấy ạ, cũng rất là đẹp luôn. Xe cũng đã được trang bị màn hình Android, camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ hết luôn rồi quý vị các bạn nhé, không còn thiếu cái gì nữa đâu. Và phiên bản này là phiên bản Grand i10 này, hatchback 1.2 số tự động các bạn nhé. Cụm đèn hậu cũng chưa có bị xước sát gì cả, các bạn xem đây ạ. Đấy, cụm đèn hậu thì rất là đẹp rồi này, đèn phanh trên cao này. Đấy, cụm đèn hậu chưa có bị xước sát gì cả các bạn nhé. Ở phiên bản hatchback nhìn nó rất đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, tôi sẽ quay xa cho quý vị các bạn xem này. Đây là về cái phần bên lái, phần sườn bên lái này, nhìn rất đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Tất cả đều rất đẹp này, la răng đúc mặt phay và phanh đĩa 4 bánh các bạn nhé. Phanh đĩa là 4 bánh luôn các bạn ạ. Và dàn lốp thì rất là dày. Đấy, dàn lốp còn rất dày luôn quý vị các bạn nhé. Dàn lốp còn rất dày đây, lốp thì 2019 đây các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2019 và date lốp là 2019 luôn đây các bạn này. Đấy, dàn lốp thì còn dày các bạn nhé. Và chiếc xe này rất là đẹp luôn. Đây, về cái phần sườn bên phụ này đều rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Chiếc xe này thì không có chạy dịch vụ gì đâu các bạn ạ. Đi mua những chiếc xe Vios i10 này rất là khó các bạn nhé, vì đa số là chạy dịch vụ các bạn ạ. Tìm được xe gia đình như thế này là rất ít nhá, phần lớn là chạy dịch vụ đấy. Chiếc xe này là xe gia đình, rất đẹp luôn. Và phần gầm bạn xem đây ạ, cũng rất là mới luôn bạn nhé. Phần gầm này rất đẹp luôn này, xe gia đình sử dụng, chạy ở thành phố cho nên là rất đẹp luôn này. Đấy, một chiếc xe rất là mới luôn bạn nhé, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả này. Đấy, về cái phần gầm chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đi rồi, rất là mới luôn. Chiếc xe này thì rất là thấp nhưng mà tôi vẫn cố gắng quay cho bạn xem về cái phần gầm nhé. Đấy, phần gầm này rất đẹp này, chúng tôi cũng đã dọn dẹp đi rồi đây, rất mới luôn quý vị bạn nhé. Ở phần động cơ, gầm ở phần động cơ đây đều rất là mới và đẹp luôn bạn ạ. Một chiếc xe phải nói là xe gia đình đẹp rất hiếm đấy các bạn nhé. Toàn bộ về phần ngoại thất và phần gầm đều rất đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị các bạn cùng tôi xem về phần nội thất bên trong, cũng như là về cái phần keo chỉ các bạn nhé. Đây là khóa thông minh này, bấm tay để mở cửa này, bấm tay để khóa này. Đấy, và bây giờ tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên lái cho quý vị các bạn cùng xem một chiếc xe gia đình nó đẹp như nào nhé. Keo chỉ là nguyên zin này. Đấy, keo chỉ nguyên zin hết luôn bạn nhé. Cam kết với quý vị các bạn là nguyên zin này, không có mất một phân keo chỉ nào các bạn nhé. Đấy, keo chỉ là nguyên zin này. Toàn bộ từ táp bi cánh cửa này cho đến táp lô, đấy, đều rất đẹp luôn này. Vô lăng này, bản đủ thì có vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng. Đồng hồ công tơ mét chuẩn zin 6.8 km nhé. Đồng hồ rất đẹp luôn, số cũng rất đẹp các bạn nhé. Đây, và những cái này còn chưa bóc hết ni lông các bạn xem này, những cái tấm chắn nóng này còn chưa bóc hết ni lông. Điều này chứng tỏ là chủ xe rất là cẩn thận luôn các bạn nhé. Phải nói là chủ xe rất là cẩn thận, thật tuyệt vời đấy ạ. Đấy, và đây là cái tem của nhà sản xuất đây các bạn này. Chiếc xe được sản xuất năm 2019 nhá, lắp ráp tại Việt Nam. Đấy, và bản này bản 1.2 AT GLS này.
rất đẹp luôn. Nội thất vẫn là nội thất nguyên bản này, ghế da pha nỉ này, không những còn nguyên bản và đều rất đẹp như này đây các bạn nhé. Một chiếc xe gia đình rất là hiếm này, và cái bậc cửa này thì cũng đã được chủ xe rất là cẩn thận này, dán chống xước rồi đấy, cho nên là quý vị các bạn yên tâm luôn về chiếc xe này nhá. Tất cả những con ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên zin hết luôn bạn nhé, rất là đẹp này. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị các bạn cùng xem. Cánh cửa phía sau bên lái này, keo chỉ cánh cửa còn nguyên zin này đấy, keo chỉ tất cả là còn nguyên zin luôn nhá. Và tabi thì rất đẹp đấy các bạn này, đẹp và nguyên bản hết này đấy. Tất cả về cái phần ghế này đều rất đẹp và nguyên bản này đấy. Những chiếc xe gia đình thì nó còn nguyên bản, và cái ghế sau này thì ít người ngồi cho nó còn rất mới đấy các bạn nhé. Và đặc biệt là cái nỉ trần này cũng còn rất đẹp này đấy, nội thất nguyên bản và đẹp như này đây các bạn xem này. Một chiếc xe phải nói là đẹp hiếm có nhé. Bậc cửa này dán chống xước này đấy, trải sàn da hết cả rồi. Bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái nội thất cũng như là option bên trong này. Đồng hồ công tơ mét thì chuẩn 6.8 rồi. Vô lăng bọc da rất là đẹp đây. Vô lăng bọc da tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng đầy đủ hết luôn rồi các bạn nhé. Đấy, và trần thì các bạn xem đây ạ. Phải nói là một chủ xe rất là cẩn thận nhé. Chưa dùng đến cái tấm chắn nóng này cho nên là chưa bóc ni lông này. Hoặc là có thể là người ta dùng nhưng người ta không bóc ni lông. Đấy, để rất là mới, rất đẹp nhá. Những phần nỉ này, nỉ trần đều rất đẹp này. Tay xách đây các bạn xem này. Tay xách cửa này, tay nắm cửa này. Đấy. Không chạy dịch vụ cho nên nó mới đẹp như này các bạn nhá. Nếu những chiếc xe mà chạy dịch vụ là những cái này nó bóng lọng đi hết đi rồi cơ. Thì 2019 là 5 năm sử dụng rồi quý vị các bạn nhá. Đấy, một chiếc xe rất đẹp, và chủ xe thì cũng đã độ thêm một cái màn hình Android to xịn. Đấy, OLED Pro rất xịn này. Và trên này có cả camera hành trình nguyên bản đi theo cái màn hình luôn các bạn nhé. Và cái khóa thông minh đèn nổ start top này. Đấy, xe bản đủ là có điều khóa thông minh đèn nổ start top bạn nhé. Ở bản đủ nó mới có này. Đấy, và tất cả từ vô lăng, cần số này, tay phanh đều rất đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Bây giờ thì tôi sẽ ra ngoài giới thiệu tiếp cho quý vị các bạn những cái phần còn lại của chiếc xe này. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Cốp sau này. Đấy, từ ốc cốp sau nguyên zin này, ốc cốp sau nguyên zin đến keo chỉ cốp sau này đều nguyên zin hết luôn các bạn nhé. Cam kết với quý vị các bạn là chưa có bị tháo đâu. Ốc còn nguyên zin hết này. Keo chỉ cốp sau nguyên zin này. Đấy, cốp sau này là keo chỉ là nguyên zin hết luôn, rất đẹp luôn các bạn nhé. Chưa có bị lỗi gì đâu các bạn ạ. Tất cả là còn nguyên và còn rất đẹp. Đấy. Và cốp sau đây các bạn xem này. Đấy, cốp sau này thì các bạn xem chủ xe còn để luôn cả sách hướng dẫn này. Đấy, sách hướng dẫn, sổ bảo hành, tất cả còn nguyên đâu các bạn nhé. Một chiếc xe có thể nói là rất là đẹp luôn này. Đấy, và cả cái tấm che táp lô, tấm phủ táp lô. Chủ xe rất là cẩn thận dùng cả phủ táp lô luôn các bạn nhé. Cho nên là rất đẹp này. Cái giá để đồ này cũng sạch sẽ luôn. Đấy, với những chiếc xe gia đình thì bao giờ nó cũng sạch sẽ và đẹp như này đây ạ. Phía bên dưới này là cái lốp sơ cua luôn các bạn nhé. Đây, đây là lốp sơ cua này. Đấy, lốp sơ cua của xe đây các bạn nhé. Vẫn còn nguyên, rất đẹp luôn. Và đằng sau này thì không có bị đâm đụng, cũng không có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Đấy, đằng sau này không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì đâu. Đều đẹp luôn, mới luôn bạn nhé. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Cánh cửa phía sau bên phụ đây. Keo chỉ cánh cửa là nguyên zin này. Đấy, keo chỉ nguyên zin này. Đấy, tất cả là còn nguyên zin luôn bạn nhé. Cam kết với quý vị bạn là keo chỉ nguyên zin này. Táp bi cánh cửa thì rất là đẹp này. Toàn bộ về nội thất phía sau này đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đây là nội thất phía sau này. Hàng ghế ngồi phía sau đây ạ. Đều đẹp luôn ạ, mới luôn ạ. Đấy, một chiếc xe có thể nói là rất đẹp. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau, phía trước bên phụ bạn ạ. Đây là cánh cửa phía trước bên phụ nhé. Cũng là bấm tay để mở cửa này. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa hết cả rồi này. Đấy, và keo chỉ là còn nguyên zin luôn bạn nhé. Keo chỉ cánh cửa nguyên zin hết luôn này. Táp bi cánh cửa đây còn rất mới, rất là đẹp luôn. Toàn bộ từ táp bi cho đến táp lô các bạn xem đây ạ, đều rất là đẹp luôn bạn nhé. Mới đều luôn ạ. Một chiếc xe có thể nói là mới đều luôn bạn nhé. Đấy, chủ xe bảo dưỡng này vẫn còn nhắc bảo dưỡng là 6.9 các bạn này. Đấy, 6.9 mà đang 6.8 rồi sao các bạn nhé. Tức là còn hơn 1.000 nữa là đi bảo dưỡng chiếc xe này. Thay dầu thôi, chủ yếu là thay dầu thôi bạn nhé.
Đấy, tất cả này, những phần nỉ trần này, rồi những phần ghế này, hàng ghế trước đều mới và nguyên bản như này đây các bạn này. Một chiếc xe rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, toàn bộ từ bậc cửa này rất đẹp luôn này. Trải sàn da, đấy, bên dưới này có trải sàn da rồi các bạn nhé. Đấy, trải sàn da rất là đẹp rồi. Một chiếc xe đẹp và đều. Ở phiên bản hatchback và là bản đủ này thì Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Grand i10 2019 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.2 lít các bạn nhé. Đấy, và động cơ này thì còn mới nguyên luôn các bạn ạ. Tất cả là còn nguyên zin nguyên bản hết luôn này, từ những ốc chân máy này còn nguyên zin hết luôn bạn nhé. Chúng tôi cam kết với quý vị bạn ở cái động cơ này là không tai nạn, không ngập nước bạn ạ. Lăn bánh hơn 6 vạn thôi, cho nên là toàn bộ về động cơ đều rất là đẹp, rất là mới luôn bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi cũng lấy về là chúng tôi chỉ dọn qua đi một chút thôi là tôi quay cho các bạn xem đấy ạ. Chứ không có phải dọn kỹ, không phải làm gì chi tiết đâu bạn ạ. Một chiếc xe rất là đẹp luôn bạn nhé. Vì chiếc xe này là xe gia đình sử dụng cho nên là tất cả là còn rất là mới, rất là đẹp và nguyên zin đây các bạn xem này. Nguyên zin từ ốc tai này, ốc tai này nguyên zin này, ốc cabo này nguyên zin luôn nhé, chưa có một con ốc nào bị tháo đâu. Đấy, và keo chỉ cabo này. Đấy, đây là về cái phần keo chỉ cabo là còn nguyên zin hết luôn các bạn nhé. Keo chỉ cabo là nguyên zin này, ốc cabo đây. Đấy, rất đẹp luôn này, ốc tai này cabo còn zin xịn hết luôn các bạn này. Logo này, keo chỉ này, nguyên zin này, lỗ này. Đấy các bạn xem này, tất cả là còn nguyên zin nguyên bản hết luôn bạn nhé. Cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước. Chúng tôi có thể cam kết bằng văn bản cho quý vị các bạn khi quý vị các bạn mua xe tại cửa hàng chúng tôi ạ. Đấy, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp đây. Và cái động cơ này thì chúng tôi đang nổ máy đây mà quý bạn thấy đấy ạ, nổ rất êm, không có rung gì đâu các bạn nhé. Đấy, đang nổ rất êm này, máy đang nổ đây các bạn nhé. Đấy, chủ xe đấu thêm một cái còi, còi này là còi lắp thêm này. Đấy, còi lắp thêm này mà chủ xe đấu đây các bạn nhé. Còi nguyên bản của xe đây. Còi nguyên bản là nó có một còi nhỏ thôi, chủ xe lắp thêm một cái còi này nó to hơn, còi sên và còi đôi. Đấy các bạn nhé, chứ không có cái gì khác lạ cả. Tất cả là còn mới và rất đẹp luôn ạ. Thưa với quý vị các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị các bạn toàn bộ về chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản hatchback bản đủ 1.2 số tự động. Sản xuất năm 2021, đăng ký tên tư nhân, một chủ từ đầu, mới lăn bánh có hơn 6 vạn km thôi quý vị các bạn nhé. Cam kết với quý vị các bạn là xe gia đình, không chạy dịch vụ, rất là mới, rất là đẹp luôn. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 329 triệu đồng thưa quý vị các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 2019 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản hatchback 2019 bản đủ này các bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi vẫn đang hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn. Vì vậy mà quý vị các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 2019 phiên bản hatchback, phiên bản đủ này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để từ chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng.
những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ. Những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.